Xin chào mấy anh em ha, thì tiếp tục chương trình thì xin giới thiệu với mấy anh em đây là giò bẫy chim cua gáy nha anh em. Giò bẫy chim cua gáy thì giò này là giò Malai ha. Giò Malai giò cấp lụa C7 nha anh em. Đó, Malai. Giò này để chiên để đi đánh trần, đánh trong cỏ và đánh ở ngoài cũng được, hay với đánh đất cát nha anh em. Cái này giò này chiên về dính nha, cườm mình thì nhiều hơn. Thì anh em biết cũng đã biết cái kênh mình bán giò rất là lâu rồi, thì anh em có nhu cầu thì anh em vô liên hệ ha. Thì cái trước cái kênh trước nó bị lỗi nên nó bị hack bị hỏng rồi, nên bây giờ mình bán qua cái kênh này nha. Nó qua cái kênh này kênh mới của mình, nên anh em có gì anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ ha. Thì giò này cấp lụa C7 ha, dây C7, rồi dây dây siêu bền, chân inox khoan hai lỗ nha anh em. Trong này nó khoan hai lỗ, thì một bộ giò dưới đây thì mình sẽ báo giá cho anh em chút xíu, mình sẽ báo giá cho anh em luôn mấy bộ giò, thì mình sẽ gỡ ra mình sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em nha. Thì anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình với số điện thoại là 0913 260614. Mình sẽ để số điện thoại với tiêu đề clip để anh em dễ tiện liên hệ ha. Hoặc là anh em có thể là trong nội dung clip thì mình cũng có để nội dung mấy các sản phẩm rồi điện thoại liên hệ rồi, cho anh em vô anh em cứ coi ha. Anh em muốn coi sản phẩm khác thì vô cái nội dung clip sẽ có, mình sẽ để những cái link của cái sản phẩm khác, anh em bấm vô anh em xem thôi. Thì anh em mua một lần đi để đỡ tốn tiền vận chuyển nha anh em. Thì cảm ơn anh em thời gian qua đã tin tưởng và ủng hộ bên mình rất là nhiều. Thì có cái gì góp ý thì anh em cứ alo cho mình ha. Rồi hoặc là nhắn tin qua Zalo cho mình ha, để mình hoàn thiện hơn cái sản phẩm. Vì nhiều lúc cũng có nhiều anh em cũng theo ý kiến cá nhân, thì mình cũng sẽ sửa làm sao cho nó hoàn thiện hơn anh em. Đó. Chứ mình không có mà nhiều khi anh em đặt thì mình cũng làm theo yêu cầu nhưng mà ít lắm anh em, tại vì cái số lượng đặt ít đặt nhiều quá thì mình mới ấy được, chứ còn ít thì khó lắm nha, nên anh em thông cảm. Trời ơi, lo nói chuyện không lấy con dây lộn bấm, lấy con dây lộn, con dây này chứ không ra, lo nói chuyện không cầm lộn dây. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều ha. Thì dây nói chung là dây siêu bền này thì mình thứ nhất là mình sẽ làm cho anh em có cổng này dài nè, để làm gì, để cho anh em khi mà anh em có nhu cầu, ví dụ như anh em khi anh em cắm rồi anh em kéo cái cục chì á, kéo cái dây này, thấy không, dây này rất là dài thấy không, anh em kéo anh bỏ cục chì ra xa ở ngoài á, để con chim nó bổi rồi ở nhát nha. Chùm người họ nó làm gì cái dây chút xíu à, ngắn ngủn à, dây của mình làm rất là dài, biết không, để mình để cục chì ra ngoài nè, nó chim nó đỡ có nhát ha. Thì khi nó bay rồi đó, nó cũng có độ độ co giãn đàn hồi rồi nọ ha. Đó thì mình sẽ giới thiệu cái giò cho anh em nè. Nè, giò này đang là giò chân inox nha, bên mình có chân inox và chân đồng đầy đủ ha. Đó. Đều khoan lỗ hay giờ bên mình đều khoan lỗ hết anh em, tại mình lấy cho anh em xem nó hơi bị mờ quá đó. Khoan trên đầu một lỗ phải không, ở trên đầu này khoan một lỗ, ở dưới thân này khoan một lỗ, rồi mình quấn đồng lại nè, khoan một lỗ mình bẻ đúc cáp bẻ quấn đồng lại, quấn đồng rồi xong rồi mình quấn thêm một cái, mình buộc thêm cái dây liên kết này vô nữa thì nó rất là chắc chắn nha. Đó, thời ăn cắn thì mình sẽ giới thiệu hướng dẫn cho anh em luôn. Thì cái giò này mình cắm nghiêng như đây, giò thai giò Malai thì cắm nghiêng như đây đó, đó dòng thì cắm nghiêng như đó nha. Nghe anh em, để nhiều khi anh em không có biết cắm thì cắm không đúng thì nó cũng dính, nhưng mà nó khó dính lắm, nó không đúng thì nó khó dính ha. Mình sẽ cắm cho anh em hai chân nha, để anh em xem cái mẫu mà anh em cần, anh em mua về anh em cắm dễ luôn đó.
Nhiều anh em thì cắm giò này nọ thì cái chủng cũng mình cũng mới vào nghề chưa rành đó thì cũng xem luôn đó, cắm như mình cắm nha, đó thấy nha, nguyên vậy đó. Thì thường thường cắm giò thì không nên cắm hai giò ngang ở đây mà cắm chữ Z nha anh em, ví dụ ở đây cắm xa lên này đó, ví dụ cắm Z, chữ Z sang này và cắm đằng này cà chân đó nè, thì con mỗi nó sẽ là không không nhát nha. Đó ví dụ về đây đó thì mỗi sẽ không nhát, tại vì con ví dụ nó bo lên nó gụ đi ngang đây, nhưng mà đi ngang nó không thể nào đi vừa xéo đây quẹo đây mà nó đi ngang 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 đây, mặc dù mình đang cắm cái hàng ngang nè, mình cắm dạng chữ Z nè, qua lại thì không thể, nó sẽ không thấy một cái lặn đây nên bởi nó không nhát ha. Thì đi anh em cắm thấy lặn thì đi nó thấy nhiều con nó nhát giò thì nó vừa tới cái giò thì thấy nó sợ rồi, thế nó sợ nó sẽ lui trở lại nha anh em đó. Rồi cảm ơn anh em tin tưởng ủng hộ ha, thì bộ giò này bộ 7 chân 80 mà 10 chân thì 120 ngàn anh em, chưa bao gồm tiền phí vận chuyển nha, tiền phí vận chuyển một lần chuyển là 26 ngàn đó, 26 ngàn. Thì anh em có nhu cầu thì anh em liên hệ với mình, số điện thoại là 0913 260614 anh em, số điện thoại đó của mình đó, thì anh em cứ alo qua số điện thoại đó. Thì mình sẽ để cái tiêu đề clip, cái số điện thoại với tiêu đề clip đó, thì để cho anh em chứ để cho anh em mà dễ tiện cho liên hệ ha. Thì mình sẽ giao hàng cho anh em theo chuyển phát nhanh, hàng đến nơi nhanh để anh em kịp thời anh em chơi. Chứ còn bên mình thì nhưng mình đóng hàng thì cũng có mình đóng thôi ấy thôi, thì cũng nhiều đơn, một tháng 700-800 đơn thì nói chung cũng rất là cực ha, cũng 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 rất là khó, nhưng mà cố gắng để đóng cho anh em kịp thời cho anh đi hàng cho nó kịp anh em chơi. Rồi anh em xem clip thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Rồi mình xin chào và hẹn anh em clip tiếp theo ha.